Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Gelatin. Gelatin xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách đóng gói, bao 25 kg. Tồn tại ở dạng rắn hơi vàng, không mùi, không vị và có khả năng trương nở tốt trong nước. Là chất hồ bề mặt bên ngoài cho các loại giấy như giấy màu nước, giấy in bóng và giấy nghệ thuật. Là thành phần trong keo động vật, dùng trong đo lường hiệu suất đạn bắn từ súng cầm tay. Là chất kết dính trong đầu diêm và giấy nhám. Trong y tế, gelatin giúp kiểm soát nồng độ đường huyết trong cơ thể người mắc bệnh đái tháo đường. Là thành phần vỏ nang cứng, nang mềm. Là tá dược dính trong viên nén, thuốc đặc. Dùng để sản xuất nước trái cây, sữa chua, phô mai và là thành phần trong một số loại thạch kẹo. Gelatin tạo lớp men giúp ngăn hiện tượng thịt bị khô. Thực phẩm chứa gelatin giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm xương chắc khỏe. Xây dựng và tái tạo collagen cho cơ thể, giúp da trắng sáng mịn màng và ngăn ngừa rụng tóc. Là thành phần có trong các loại kem dưỡng ẩm, giúp cải thiện nếp nhăn và trị sẹo mụn. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.